Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh dạy vẽ của mình. Mình là Quỳnh và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm thế nào để chúng ta có thể vẽ ra được một ly trà đào nha. Và mọi người hãy theo dõi hết video cùng với mình để xem là mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ như thế nào nhé. Thank you.
moving on.